Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phương Nguyễn đây. Kênh chuyên chia sẻ những cái video clip về quản trị hệ thống mạng nguồn vừa nhỏ. Thì tiếp tục cái chuỗi series về sản phẩm Dell EMC nha các bạn. Thì hôm nay Phương Nguyễn tiếp tục chia sẻ vấn đề SAN Storage Dell EMC Unity 380. Thì clip hôm trước mình đã đăng ký khởi tạo rồi, nick rồi đúng không? Đó, thì mình đã đăng ký một cái tài khoản Dell EMC để chúng ta chờ kết quả. Một sản phẩm mới lúc nào cũng vậy, các bạn nên trải nghiệm nó. Thứ hai là đặc biệt là những sản phẩm mà gọi là dòng Mitchell á, dòng SAN Storage á, thì các bạn phải có cấp một cái license. Thì hôm bữa mình đã chờ request hãng rồi, thì hôm nay mình sẽ chờ hãng cấp cái license. Đó, thì hôm nay cái clip này chủ yếu Phương Nguyễn chia sẻ bằng cách kích hoạt license Dell. Rồi cập nhật thì những cái video clip sau nha. Cái đây là cái series nhưng cập nhật khảo sát cấu hình build cơ bản. Đó, thì hôm bữa rồi chúng ta sẽ đi vào cái con SAN Dell chúng ta, thì cũng tạm tin một cái trăm tài khoản là admin như kênh. Thì để kích hoạt một cái SAN Dell thì hôm bữa mình có dùng series service tắc và của SAN Dell đăng ký một tài khoản support bằng hay là Dell Digital Locker. Thì cái link của các bạn là https linklicense.emc.com. thì Dell nó có cái sản phẩm là server star, các sản phẩm như là các cái dọn như là laptop, PC, server, thì là một cái mảng là thuộc một phân lục. Cái mảng thứ hai là cái phần storage. Storage thì nó sẽ là dành cho EMC, nó sẽ quản lý. Các bạn nhìn thấy cái license. Thứ hai thì chúng ta khi đây là cái link các bạn cần biết nha. Khi các bạn đăng ký và chờ cấp và sau đó chúng ta sẽ tiến hành kích hoạt. Rồi, không nói liên thiên, chúng ta sẽ đi vào. Thì đây địa chỉ của tôi là 192.168.1.200. Đây là cái con EMC vừa trước mình nick nha các bạn. Rồi đăng nhập vào. Thì hôm bữa video clip trước Phương Nguyễn đã in nick lên và chúng ta chưa có một cái license. Thì một cái thiết bị mà SAN Storage các bạn không có license thì coi như nó giống như một cục sắt, chúng ta chưa có tạo bool, tạo get hoặc là tạo host volume, nên cái tính năng của SAN Storage thì chúng ta đều không sử dụng được. Đó, ví dụ đây chúng ta khảo sát sơ nó có system bool này các bạn thấy không? Các bạn ghé vô thì các bạn nhìn thấy cái feature nó mây mờ, nó disable thì nó yêu cầu chúng ta phải có license. Thì nên chúng ta phải có license chúng ta mới chạy được nha. Đó, thì để ấn cái license thì chúng ta vào setting biểu tượng bánh răng. Các bạn cũng nhìn thấy nè, license nó hiện đầu tiên, có nghĩa là khởi tạo là các bạn phải cấp license cho nó để sử dụng dầu nhân ti RMB data, tất cả nó đều bị mờ. Rồi, thì để kích hoạt license thì các bạn ngay chỗ nè, cái này bữa trước mình đã làm cho các bạn nè, chúng ta click vào nút get license online. Thì các bạn cái clip này đã đăng ký rồi, thì các bạn nào mà chưa có đăng ký thì cái get license này chính là cái link Phương Nguyễn chia sẻ đây, license https 2.license.emc.com/deep-link cái series service tắc, cái series number của cái SAN Dell của các bạn nó liên tới, các bạn khai báo theo thông tin rồi sau đó ta chờ hãng cấp. Rồi sẵn đây Phương Nguyễn cũng có chia sẻ cho các bạn luôn, cái khi các bạn click này thì nó sẽ tự động các bạn nếu về bạc mua license owner là tài sản SAN của các bạn là của các bạn rồi. Tuy nhiên hãng Dell EMC Global sẽ cấp theo cái license là cái nhà cung cấp của các bạn mua. Nhà cung cấp ở đây là gì? Là cái đại lý mà phân phối mua ở Việt Nam. Thì Dell nó sẽ bán cho ví dụ như tôi mua là Takata hoặc một cái nhà cung cấp khác. Thì cái mỗi một khi bạn mua đầu cuối có thể các bạn mua thêm một cái nhà cung cấp đại lý một cấp 2. Thì cái người Dell họ bán là bán lấy license đính theo cái nhà cung cấp của các bạn. Hiểu chưa? Thì cái license nó sẽ lấy theo CPO với lại CODER, nó sẽ lấy tính theo nhà cung cấp. Rồi, cho nên khi cấp license thì Dell nó sẽ cấp license cho theo kiểu là nhà cung cấp owner, tức là cái thằng đại lý cấp 1 hoặc là nhà phân phối, là nó sẽ lấy cái name, cái tên của nhà phân phối đó. Ở đây Phương Nguyễn chia sẻ luôn, tại vì có làm trực tiếp với Dell Global thì mình muốn sở hữu cái tên trên cái tên license đó, cái file chấm đích nó hiện cái tên chính cái tên công ty của các bạn, thì các bạn phải liên hệ Global hoặc gọi là transfer owner, tức là chuyển đổi cái tài sản cái thơ series cái Dell này nè service về cái tên công ty của các bạn đó. Nó hơi tốn khá thời gian, cho nên Phương Nguyễn tới nay là chia sẻ các bạn là đã transfer rồi, cho nên là cái tên license đúng chính cái tên công ty của Phương Nguyễn. Rồi quay lại, chúng ta khi chúng ta get license thì nó hiểu là deep link nè các bạn không,
Thì các bạn đây, các bạn phải đăng nhập vào nha. Đó, thì các bạn đây như ngay đây chia sẻ phải đăng nhập một tài khoản. Bây giờ thì nó chúng ta sẽ đăng nhập. Ở đây đăng nhập rồi. Thì cái tài khoản này tôi đã kích hoạt rồi. Được chưa? Thì certificate cho cái series certificate cho Dell nè. Ở đây các bạn nhìn xuống Machine File Log ID thì nó nhìn thấy đây có hai file. Các bạn click vào Sell To. Ở đây tôi đã sell rồi. Rồi, ta sẽ sell lại. Cái mục tiêu của nó là chúng ta có được cái file chấm click này, sau đó chúng ta quay về nó active. Bây giờ chúng ta thấy view sơ, ví dụ như rồ đất nè, Unity nè, có 23 cái license. 23 license này ứng với lại những cái feature nào chúng ta mua và sẽ kích hoạt. Khi kích hoạt xong nó sẽ sáng lên nha các bạn. Tôi cũng chưa kích hoạt nữa, cho nên là tôi làm clip này là mới tin cho các bạn coi. Ok giờ, cho view sơ nè, server ID nè, owner. Lúc nãy mình chia sẻ nè, đây là tên của mình, là sau khi đã chuyển transfer cái owner. Còn nếu các bạn mà để nguyên kích hoạt vẫn được, hiểu không? Các bạn vẫn kích hoạt được. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không cái tên trên cái license này nè, không phải chấm nick đó, không phải là tên của công ty các bạn. Đó nha. Ok chưa? Rồi đây là những cái feature mà kích hoạt. Còn như nào? Đó. Ok. Bản chất license thì ra nó chứa bio thôi. Ok. T nè, T file entity. Đó. Rồi quay lại, chúng ta download cái file này về nha các bạn. Đó, ví dụ như tôi download về đây là 200 lít nè, có rồi. Ok. Thì Dell license server entity license. Được chưa? Rồi, license đây. Đây, đây là những cái email qua lại mà tôi đã làm việc với Dell Global và họ cấp cho mình một cái tài khoản. Ok chưa? Đây. Đó. Chia sẻ thực tế cho các bạn nha. Đây, lưu lại file. Rồi đó là cái phần quan trọng lấy xanh lên thành click. Rồi các bạn quay lại để kích hoạt, chúng ta click vào installation. Đây chúng ta thỏa thuận cái copyright bản quyền giữa họ. Rồi chúng ta agreement, chúng ta chấp nhận lấy xanh, có thể kéo xuống. Một số cái sản phẩm hoặc là chúng ta thì cái cho asset này chúng ta click kéo nó mới hiện cái nút net. Rồi thì tại đây chúng ta sẽ choose the file, cái file license lúc nãy chúng ta download về đó, chúng ta lưu về đó, file chấm click đúng không? Dell Unity license. Đây, đó, cái file license này chúng ta đâu nè. Rồi, ok chưa? Series là cái series của cái con Dell chúng ta. Sau khi chúng ta click vào và chọn license thì chúng ta sẽ chọn finish. Đó, nó thật chia sẻ các bạn, license cái con Dell này chưa active. Tôi Nguyễn làm ST này cũng là ST lần đầu tiên để chia sẻ các bạn coi trải nghiệm nó luôn. Rồi chúng ta sẽ finish nha. Thì coi những cái feature nào mà nó ít nẻ, nó mờ nẻ thì nó coi nó sáng lên hay không. Đấy nha, chúng ta sẽ chờ upload license. Có 23 cái tính năng, 23 tính năng. Upload công cái file sao lâu nha. Tại vì nó phải verify 23 cái license sync feature của con Sandel. Rồi, complete. Đây là kết quả bạn đã you have successful install one and more license your system Linux Linux. Nhớ ok, như vậy là xong. Bản thân chia sẻ các bạn đây cũng là trải nghiệm lần đầu tiên kích hoạt license. Chị làm clip này chia sẻ các bạn luôn. Sau khi xong chúng ta finish. Đó các bạn thấy không? Sau khi kích hoạt license xong thì tất cả các tính năng của Sandel nó sẽ sáng chắc chắn là ok. Chúng ta sẽ sử dụng được FC, có thể sử dụng được file system, có thể sử dụng được local copy, có thể sử dụng được replication, rồi các single vision, NFS, QS, VMware, tất cả mọi thứ. Rồi như vậy thì xong. Bước thứ hai là cập nhật. Thì clip sau hướng dẫn các bạn cập nhật cái này luôn. Phiên bản mới nhất của nó là 5.3, phiên bản hiện tại là 5.2. ok chưa? Đó là clip hôm nay, là chỉ hướng dẫn kích hoạt và chia sẻ cái cách mà chuyển đổi owner cho các bạn về trên chính công ty của các bạn. Rồi khi chúng ta finish thì đây nó tự động nó sẽ sáng lên, chúng ta sẽ có thể tạo được bool nè. Đó, ở đây là chúng ta sẽ new lên đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ tạo bool đúng không? Và bước sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái này. Ok chưa? Rồi, clip này chỉ hướng dẫn các bạn cái kích hoạt license thôi.
Ok, xin chào, hẹn gặp lại những cái phần thứ ba là chúng ta sẽ cập nhật firmware. Rồi, đâu rồi, đạo buôn đúng không, cập nhật firmware luôn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn những clip sau nhé. Nhớ đăng ký để lại thông báo để hiện lên những video mà về sản phẩm này luôn. Ok.